Mến chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nha. Thì bạn nào mà chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh nha các bạn để cập nhật những video về hoa Tết ha. Thì hôm nay là như tiêu đề thì mình sẽ là chia sẻ cho các bạn là cái cách trộn phân mà làm giá thể khi mà mình trồng bông dạng thọ cũng như là những cái loại hoa Tết khác ha. Ví dụ như là hoa màu gà nè, rồi hướng dương nè, rồi sóng đời nha anh em đều có thể là sử dụng chung được ha. Thì cũng có là một bạn á, tên là Nguyễn Huy Gia Bảo, thì bạn này có bình luận trong kênh của mình á, là bạn này hỏi là về cái cách trộn phân để khi mà mình đưa con giống mà mình lên chậu á cần những cái giá thể gì để cho nó đạt hiệu quả. Thì hôm nay rảnh thì mình chia sẻ cho các bạn. Nhưng mà trước khi mà mình vào cái chia sẻ thì mình cũng xin nói trước ha, thì đối với cái cách trộn phân này á, là mỗi người là mỗi cách khác nhau, nó không có một cái khuôn mẫu nào hết. Thì do đó thì cái video này là chỉ mang tính chất là góp ý, các bạn là nên xem nhiều kênh để rút ra cái kinh nghiệm cho mình ha. Và cái kênh của mình là chỉ là một cái chia sẻ thôi, tại vì có rất là nhiều anh chị là trồng hoa Tết rất là hay, rất là giỏi luôn đó. Thì ở đây là mình nói trước cho các bạn để các bạn tham khảo thôi. Thậm chí ở đây mình nói cho các bạn biết luôn á, là những cái bạn mà trồng ít á, người ta chỉ sử dụng là cái phân bò quay mục thôi, người ta trồng là đã là rất là hiệu quả rồi, và thậm chí là không có bị lỡ cổ rễ luôn á. Và có những bạn á, mà ở sân thượng á, là người ta chỉ sử dụng là cái tro trấu thôi, là người ta trồng là nó đã rất là ok rồi nó. Nhưng mà những cái bạn mà trồng nhiều, mà trồng kinh doanh á, thì bắt buộc là các bạn là phải tìm hiểu nhiều kênh để các bạn trộn cái giá thể mà cho nó chuẩn, khi mà anh em trồng á nó không có bị lỡ cổ rễ cũng như là nó bị chết héo ha, và nó đạt cái năng suất nó cao nhất, và để anh em bán á nó được có chất lượng hơn. Thì đó là cái lời nói đầu tiên của mình. Thì khi mà mình trồng bông dạng thọ đi thì mình cần những cái giá thể gì, thì ở đây mình chia sẻ cho các bạn nè. Thì các bạn là cần mua cho mình là cái tro đen ha, cũng như là cái sơ dừa nè, cũng như là cái trấu sống nè, và phân chuồng nè, cũng như là vôi nè, lân nè, pico đạt ma nè đó. Thì đó là những cái giá thể mà mình cần mua nha anh em, và cái liều lượng trộn nó như thế nào. Thì ở đây là mình chia sẻ theo cái cách của riêng mình nha các bạn ha. Thì các bạn có thể là tìm hiểu ha. Thì mình có thể là mình mua là cái tro đen là 50 kg nha anh em ha. Và cái tro đen này bắt buộc là nó phải được xử lý. Các bạn mua ở cái chỗ mà giữa giống cây trồng là người ta có bán và người ta đã xử lý rồi luôn. Và tiếp tục nữa thì chúng ta sẽ mua là cái sơ dừa ha. Cái sơ dừa này anh em mua tầm 25 kg thôi. Thì anh em mua cái bao của nó là 50 kg, nhưng mà anh em là chỉ sử dụng là 25 kg thôi. Mà nhưng mà anh em mua về đó thì anh em là nên tìm cái nguồn nước sạch. Anh em lưu ý ha, nên tìm cái nguồn nước sạch rồi anh em ngâm ở dưới đó khoảng đâu là một tuần lễ cho nó xử lý cái độ chát ha. Chứ mà anh em mà liệng nó vào những cái nước mà nó bị nhiễm khuẩn á, khi mà anh em trộn vô á, sau này anh em mà đưa con giống lên á, cái con giống của anh em nó rất là dễ bị lỡ cổ rễ luôn, dù anh em có xịt phòng nó. Thì đó là cái lưu ý của mình ha. Và tiếp nữa là anh em mua cho mình là cái tro trấu sống, tức là cái tro mà nó chưa có bị đốt em, cái trấu mà nó chưa có được đốt á, nó còn màu vàng vàng á, anh em cũng chuẩn bị cho mình là 25 kg ha. Và tiếp tục nữa là cái phân bò này á, là anh em á, là phải mua những cái chỗ mà người ta đã xử lý nó quay mục rồi á, thì anh em mua cho mình là 25 kg ha. Và anh em mua tiếp tục cho mình á, là 5 kg vôi bột. Và tiếp tục nữa là mua cho mình là 5 kg lân bột nha anh em ha. Và anh em trộn tất cả cái giá thể này lại ha, là gồm là tro đen nè, sơ dừa nè, rồi trấu sống nè, phân bò nè, và cái vôi cũng như là lân ha, anh em trộn lại với nhau nó. Thì như vậy là nó rất là hiệu quả đối với những bạn mà trồng kinh doanh ha, thì cái khả năng mà nó phát triển tốt á, thì nó rất là chuẩn luôn. Còn đối với những bạn là trồng vài chục cây thôi á, thì chơi á, thì anh em có thể sử dụng là cái tro trấu là được rồi, thậm chí là cái phân chuồng thôi. Mà thậm chí nữa anh em có thể là lấy những cái rác anh em, cái phân rác á, nó anh em cứ gom nó vô rồi anh em trồng đi, nó rất là tốt luôn, tại vì nó thuộc là phân hữu cơ. Cái dòng mà dạng thọ này anh em sử dụng cái phân hữu cơ anh em trồng nó rất là tốt luôn, anh em không cần phải đi cái phân hóa học nhiều. Anh em đi cái phân hóa học nhiều là nó sẽ bị nóng và nó lỡ cổ rễ á, nó không phải là mình tưới phân nhiều là ngon đâu nó. Và thậm chí khi mà mình trồng cái bông dạng thọ này, anh em là nên hạn chế là sử dụng cái phân là ure ha.
cái phân mà đạm cao á với cái phân là 30-10-10 á, nó thì hai cái loại phân đó anh em cần lưu ý ha. Mình chỉ sử dụng cái phân đó khi mà cái bông của mình mà nó trổ sớm thôi, và mình làm cho nó đưng lại, kiểu như đó là mình muốn nó trổ cho nó kịp Tết đi, mà bây giờ mình thấy nó trổ sớm quá thì anh em là nên đưa vào mát, và anh em sử dụng là cái phân ure ha, và cái liều lượng là 1 muỗng ăn canh cho 10 lít nước, và mình tưới cho nó là 1 lần như vậy, và mình xả nước cho nó là 3 lần, rồi cứ ngày thứ 3 thì mình lại tưới cái phân ure nữa thì nó rất là hiệu quả. Thì mình sẽ dành một cái video chi tiết về cái phần này để mình chia sẻ cho các bạn ha. Còn cái này là mình hôm nay là chỉ chia sẻ cho các bạn về cách làm giá thể thôi. Thì những bạn nào mà đang trồng kinh doanh á thì các bạn có thể tham khảo cái video từ cái kênh của mình ha. Rồi các bạn đi tìm những cái kênh khác, các bạn xem coi cái lời chia sẻ của mình nó có đúng hay không. Tại vì ở đây á, là mỗi người là mỗi cách trộn giá thể nó khác nhau hết, chứ mình không có nói là nó giống nhau được. Mất công á, là nhiều anh chị mà dạng như là trồng lâu rồi thì anh em lại vô nói mình này nọ không biết, hay chia sẻ này nọ anh em này nọ. Nói chung mình cũng không muốn vậy. Và ở đây thì mình cũng nói trước là video mình là mang tính chất là tham khảo ha. Và anh em nào mà quan tâm nữa thì anh em có thể là vào cái phần là danh sách phát của kênh mình ha, để anh em tìm hiểu ha. Mình cũng chia sẻ rất là nhiều về cái chủ đề là trồng qua Tết ha, đặc biệt là cái cách trồng bông dạng thọ cũng như là hoa màu gà nha anh em ha. Còn anh em nào quan tâm về bầu bí, mướp, dưa leo thì mình cũng có chia sẻ luôn đó. Thì qua Tết thì mình cũng xong cái vụ hoa Tết này thì mình cũng chia sẻ cho các bạn là về cái cách trồng bí bầu đó. Thì hôm nay là chia sẻ cho các bạn vậy nha. Thì bạn nào mà thấy hay hữu ích á thì hãy đăng ký kênh của mình ha. Rồi mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình ha.